thấy bà này lúc trước khi một mình vào ngồi rất là lâu. Chính xác là nó dắt lên núi rồi, nó dắt lên núi không phải đường ra bảo. Đấy, đây này. Đây, nó dắt cái đây đường này. Đường này là lên núi. Nó gọi thằng cò đi đi, đi cùng với này. Nó đang đấy, đang gọi thằng cò đi đấy, cùng đấy. Cò đi cùng bắt đầu nó ra cái đường này là đường lên núi này. Đấy, đang đang chạy theo nó ấy. Có đứa đỗ xe máy đây. Khả năng không ạ, thằng đỗ xe máy là thằng khác mà. Xe máy đấy là. Đấy, thằng đi ngược đường mà. Khả năng là thằng này đứng đây chờ con mụ kia ra. Đây này, nó đang đi ra đây rồi sao đấy hả? Thằng xe máy ấy. Cũng có thể. Thế nó thấy bóng ra thì thằng này bắt đầu ra thằng này nó chạy đến thằng khả năng thằng xe máy đỏ này chào con. Camera an ninh ghi lại hình ảnh người phụ nữ lạ mặt nghi dụ dỗ bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh đi theo. Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại công viên Hồ Điều Hòa thành phố Bắc Ninh cho thấy một người phụ nữ áo trắng bị tình nghi là đã cố gắng dụ dỗ, gọi bé trai đi theo mình. Liên quan đến vụ việc bé trai mất tích ở Bắc Ninh, đến hơn 11 giờ ngày 22 tháng 8, gia đình cùng lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Danh tính cháu bé mất tích là Nguyễn Gia Bảo, 2,5 tuổi, ngụ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cháu bé mất tích vào chiều qua khi đi chơi công viên cùng bố. Người nhà thông tin khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8, anh Nguyễn Gia Hưng, bố bé Gia Bảo đưa con đi chơi tại công viên Hồ Điều Hòa Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Chỉ trong giây lát, anh Hưng tá hỏa khi không thấy con, nên huy động người nhà đi tìm và báo cơ quan công an. Nhiều lực lượng của công an thành phố và tỉnh Bắc Ninh được cử xuống địa bàn truy tìm bé Gia Bảo nhưng chưa có kết quả. Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để truy vết cháu trai. Ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết từ đêm qua đến sáng nay, Công an thành phố Bắc Ninh cử đội cảnh sát hình sự phối hợp các cơ quan trên địa bàn các phường cùng người thân của cháu bé để tìm kiếm, trích xuất qua camera an ninh của công viên và những nhà dân xung quanh, nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích gì của cháu. Về thông tin nhận dạng Gia Bảo trước khi mất tích, bé trai mặc áo phông, quần đùi cộc tay màu xám, dưới mí mắt phải có một nốt ruồi. Ngoài ra hiện có đoạn clip trên được camera an ninh gần đó, ghi lại vào lúc 16 giờ 59 phút tại công viên Hồ Điều Hòa thành phố Bắc Ninh. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, một người phụ nữ mặc áo trắng được cho là ngồi tại công viên rất lâu. Sau khi thấy bé Nguyễn Gia Bảo xuất hiện, người phụ nữ này bị tình nghi là đã cố gắng dụ dỗ, gọi bé đi theo mình. Tuy nhiên, bé trai không chịu lại gần người phụ nữ này, nên cô ta đã chạy đuổi theo bé Gia Bảo. Độc giả ai có thông tin về cháu Bảo vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0386660229. Gia đình xin cảm ơn, hậu tạ.